Chào các bạn, video này chúng ta xem xét cách mà trắng sử dụng thế kinh nhân nữ tách để đấu lại thế phòng thủ pháp của đen. Lúc này thì trắng trên nước e4 và đen trên nước e6. Ở đây có thể là đen muốn tránh trắng chơi thế khai cuộc Rudolphet hoặc là khai cuộc Italy. Vì vậy đen đã chuẩn bị sẵn thế phòng thủ pháp để đấu lại trắng. Lúc này thì đen trên nước e6. Đến nước thứ hai này thì trắng trên nước d3. Ở đây nước d3 của trắng có hai mục đích. Thứ nhất đó là trắng muốn tránh rơi vào cái kế hoạch mà đen đã chuẩn bị từ trước. Và thứ hai đó là trắng muốn bắt đen phải chơi theo kế hoạch của mình. Ở đây đến lượt đen thì đen chơi nước d5. Và lúc này thì trắng chơi nước mã d2. Đến đây thì đen có hai sự chọn. Thứ nhất là đen có thể lên mã ở f6. Và thứ hai đó là đen sẽ chơi nước c5. Chúng ta sẽ xét hai trường hợp này. Đầu tiên là đen chơi mã F6. Đen không lo trắng đẩy tốt xuống E5. Vì vốn dĩ thế phòng thủ pháp ban đầu thì khi trắng chơi nước E5, đen sẽ nhảy mã về D7. Và quân tốt ở D3 của trắng thì lại bị chậm phát triển. Vì vậy đen chơi mã F6. Nếu đen lấy tốt ăn thì trắng sẽ lấy tốt ăn lên. Tiếp theo thì trắng chơi mã F3. Và đen chơi tượng E7. Ở đây thì đen có thể lên tượng C5 hoặc là B4. Tuy nhiên thì đen sử dụng lên tượng ở E7 để phòng thủ cho cánh vua. Còn trong trường hợp nếu đen lên tượng ở D6 thì ở đây sẽ là một nước không hay. Vì trắng sẽ đẩy tốt xuống E5 và bắt tượng hoặc là mã của đen. Ở đây thì đen lên tượng ở E7. Tiếp theo thì trắng lên tốt ở G3. Chúng ta đang đến với cái cấu trúc tốt của thế kinh nhân nữ tách. Đến đây thì đen nhập thành, trắng lên tượng g2 và đen chơi nước c5. Lúc này thì đen đã bắt đầu tấn công cánh hậu của trắng. Đen lên tốt c5 để có thể lên mã c6. Đến đây thì trắng nhập thành, đen lên mã c6 và trắng chơi xe ra E1. Mục đích của trắng sẽ là tập trung vào quân tốt ở E4. Và khi tốt được đẩy xuống E5 thì trắng đã chia cắt cánh vua và cánh hậu của đen. Thì đây chính là ý tưởng của việc trắng ra xe ở E1. Đen tiếp tục tấn công với nước B5. Ở đây thì một phần là đen muốn phát triển cánh hậu, một phần là lấy đường cho tượng có thể lên B7 hoặc là A6. Đến đây thì trắng đẩy tốt xuống E5. Ở trong trường này, nếu đen không lên tốt ở B5 mà thay vào đó đen ăn tốt của trắng, khi đó thì trắng sẽ lấy tốt ăn lên. Ở đây thì để ngăn chặn cái tầm hoạt động của trắng thì đen sẽ lên tốt ở D5 và muốn cản không cho tốt đẩy xuống. Và ở đây thì trắng có thể chơi nước C4 và tạo một đô tiền đồn ở D5. Lúc này thì trắng có thể đưa mã vào ô này, có thể bằng những nước như là mã nhảy về ở đây, có thể bằng những nước như là quân mã này có thể nhảy về F1, sau đó nhảy lên E3 và nhảy lên D5. Thì đó chính là một số ý tưởng sau khi đen lấy tốt để ăn. Còn trong ván đấu này thì đen không lấy tốt để ăn tốt của trắng mà đen chơi nước B5. Lúc này thì trắng đẩy tốt xuống E5, đuổi mã. Trong ván đấu này thì đen sẽ nhảy mã về ô D7. Ở đây thì đen có thể nhảy mã về ô E8. Khi đó thì ván đấu nó sẽ diễn ra thế nào? Trắng sẽ tấn công. Ở đây trắng sẽ về mã F1. Giả sử đen đẩy tốt lên A5, trắng sẽ chơi nước H4 để kiểm soát ô G5. Sau đó thì trắng có thể lên mã ở ô H2. Tốt thì đẩy xuống H5. Tốt thì đẩy xuống H5, H6. Trong trường trắng đẩy xuống H6 thì đen sẽ lên tốt ở G6. Và quân mã ở F1 nhảy lên H2. Sau đó có thể nhảy lên G4 và chiếm ưu tiền đồn ở F6. Sau khi đen đã đẩy tốt lên G6. Thì đó chính là một vài ý tưởng của cái thế trận này. Trong ván đấu này thì đen nhảy mã về ô D7.
Đến nước này thì trắng sẽ nhảy mã về ô F1. Và thông thường thì quân mã ở F1 này sẽ di chuyển lên ô G4. Quân mã sẽ đứng ở đây. Có thể bằng các cách như là lên ô H2 và nhảy lên G4, hoặc là lên ô E3 để nhảy lên G4. Ở đây thì đen chơi nước tốt A5. Lúc này đen đang bắt đầu muốn gây áp lực lên cánh hậu. Tuy nhiên thì ý đồ cũng chưa rõ ràng. Ở bên ngược lại thì trắng bắt đầu tấn công cánh vua với nước H4. Ở đây trắng có hai mục đích. Thứ nhất đó là trắng muốn lấy đường để cho quân mã có thể nhảy lên ô H2 và nhảy lên G4. Và thứ hai đó là trắng sẽ sử dụng quân tốt ở H4 để kiểm soát ô G5. Và sau đó thì trắng có thể đẩy tốt lên H5, H6 để tấn công cánh vua của đen. Lúc này đến đen đi thì đen sẽ chơi nước B4. Nước B4 này mục đích là đen muốn lấy đường để phát triển quân tượng lên A6. Và đến trắng thì trắng sẽ chơi nước tượng lên F4. Lên tượng F4 để bảo vệ cho quân tốt ở E5. Đây là một quân tốt rất quan trọng. Và nếu cần thì trắng có thể đổi với quân tượng của đen ở E7. Vì quân tượng E7 này đang kiểm soát ô vuông ở F6. Vì trong trường hợp nếu đen đẩy tốt lên G6 thì quân thì ô F6 sẽ là ô yếu và trắng sẽ muốn đổi quân tượng với đen. Đến đây thì đen chơi tượng A6. Tuy nhiên thì quân tượng này đã bị khóa bởi quân tốt ở D3 của trắng. Đến đây thì trắng sẽ chơi nước mã lên H2. Ở đây thì một cách khác cho trắng đó là trắng không có thể trắng không lên mã ở H2 mà trắng có thể lên mã ở G5. Mục đích của trắng sẽ là lấy đường để phát triển hậu, quân hậu sẽ lên G4 để tấn công cánh vua. Ở đây thì đen không muốn đổi tượng vào mã với trắng. Thay vào đó thì đen ra hậu ở E8 để phòng thủ cho quân tốt và cho ô F7. Đến đây thì trắng sẽ lên hậu ở ô G4. Ở trường này nếu mà đến lượt đen đi, đen lại chơi nước A4 thì đây sẽ là một nước rất yếu của đen. Vì khi đó trắng sẽ lấy mã để ăn vào tốt ở E6. Đen lấy tốt ăn lên, trắng ăn chiếu. Giả sử đen vào vua thì trắng sẽ lấy hậu để ăn mã của đen. Và chúng ta thấy là trắng có một lợi thế rất lớn. Ván đấu sẽ dễ dàng kết thúc với chiến thắng dành cho trắng. Quay trở lại trường hợp này, trắng sẽ không lên mã ở G4 mà trắng sẽ lên mã ở H2. Lúc này thì đen sẽ tấn công cánh hậu với nước A4. Đen tiếp tục gây áp lực lên cánh hậu. Đến lượt trắng thì trắng lên mã ở ô G4. Trắng đang gây áp lực lên ô F6 và H6 của đen. Lúc này thì đen tiếp tục tấn công với nước C4. Chúng ta thấy là đen đang dồn toàn lực để tấn công cánh hậu. Ở đây thì trắng sẽ không ăn mà trắng sẽ lựa chọn là lên tốt D4. Và nước này thì đen tiếp tục đẩy tốt xuống C3. Mục đích của đen là mở đường cho quân tượng. Đen có một quân tượng rất mạnh. Đến đây thì trắng không ăn mà trắng đẩy tốt lên B3. Lúc này thì đen phát triển hậu lên B6. Đen muốn thông hai xe. Lúc này thì trắng sẽ lên tượng ở G5. Trắng muốn đổi quân tượng của đen và chiếm ô tiền đồn ở F6. Ở đây thì đen không ăn mà đen lên tượng ở B5. Mục đích của đen đó là muốn gây áp lực lên cột A sau khi lấy tốt ở A4 để ăn B3. Ở đây thì trắng đổi tượng với đen. Đen lấy mã ăn về. Trắng ra xe ở ô C1. Đen ăn tốt, trắng ăn. Đến đây thì đen xuống xe ở ô A2. Đen muốn gây áp lực lên tốt ở C2 của trắng. Và lúc này thì trắng quyết định chơi nước tốt H5. Đến đây thì chúng ta thấy là ở phía cánh vua của đen đang gặp một áp lực rất lớn. Lúc này thì đen sẽ buộc phải phòng thủ cho cánh vua và trắng thì sẽ tấn công tương đối dễ dàng. Trắng sẽ đẩy tốt xuống H6. Khi đen đẩy tốt lên G6 thì trắng sẽ có thể lấy mã để chiếm ô tiền đồn ở F6. Quân mã này thì có thể nhảy lên H4, đưa hậu lên G4 và tấn công cánh vua của đen. Thì đó chính là một vài ý tưởng tấn công trong thế kinh Indian Attack. Chưa vừa rồi là đen sau khi trắng lên mã ở D2 thì đen lên mã ở F6. Video sau thì mình sẽ nói đến trường hợp lúc này đen sẽ chơi tốt C5. Biến này nó sẽ rất khác so với biến mã F6 và mình sẽ phân tích cẩn thận hai trường hợp này để có thể giúp các bạn tự tin hơn khi sử dụng thế kinh Indian Attack đối đầu với thế phòng thủ Pháp. Cuối cùng hẹn gặp lại các bạn, chào các bạn.